Sáng nay, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội đồng Dòng họ Vũ Võ tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu Dòng họ Vũ Võ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có ông Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Dòng họ Vũ Võ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Hội khuyến học tỉnh, đại diện Hội đồng Dòng họ Vũ Võ các tỉnh thành trong cả nước và trên 250 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 hội viên Dòng họ Vũ Võ trong tỉnh Bạc Liêu. Tại đại hội, Hội khuyến học tỉnh trao bảng tượng trưng 20 suất học bổng cho con em là học sinh, sinh viên của Dòng họ Vũ Võ Bạc Liêu. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Dòng họ Vũ Võ tỉnh Bạc Liêu đã vận động xây dựng từ đường trên khuôn viên đất hơn 1.500 m², tổng mức đầu tư xây dựng hơn 3 tỷ đồng, tổ chức mừng thọ 62 cụ, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó 148 cháu, phối hợp Hội khuyến học trao học bổng dụng cụ học tập cho 12 cháu. Hội đồng Dòng họ Vũ Võ Việt Nam tặng bằng Vũ tộc tinh hoa cho một tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động dòng họ, trao tặng bằng khen cho 2 tập thể, 86 cá nhân có thành tích cao trong học tập và sáng tác nghệ thuật. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trao tặng 142 giấy khen cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học tốt, học sinh có thành tích trong học tập. Bên cạnh đó, xây dựng và sửa chữa 14 căn nhà mái ấm da cam với số tiền 700 triệu đồng, tặng quà khi ốm đau từ trần 36 trường hợp với số tiền 42 triệu đồng, vận động tổ chức cá nhân thiện nguyện quyên góp tiền và hiện vật quy ra tiền hơn 200 triệu đồng, cứu trợ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung, miền Bắc và dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Ngoài ra, tổ chức trao tặng gạo, mì cho gia đình nghèo, khó khăn về kinh tế. Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội đồng Dòng họ Vũ Võ tỉnh Bạc Liêu đề ra 13 nhiệm vụ cụ thể với mục tiêu chung là tuân thủ thực hiện nguyên tắc hoạt động dòng họ tự nguyện, đoàn kết, đồng thuận, dân chủ và kỷ cương, giáo dục các thế hệ dòng họ tự hào hướng về cội nguồn, góp phần vào việc xây dựng phát triển dòng họ Vũ Võ Việt Nam lớn mạnh, cùng các dòng họ khác đoàn kết thành khối thống nhất, tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. Kết quả, đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa 3, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 35 thành viên, bà Võ Thị Hồng Thoại, tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Dòng họ Vũ Võ tỉnh Bạc Liêu, khóa mới.